Bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu sang một cái công cụ tương đối đặc biệt ở trong Photoshop, đó là những cái bộ lọc. Bộ lọc là những cái thứ mà nó sẽ giúp cho chúng ta có thể và tạo ra những cái hiệu quả rất là mạnh ở trên bức ảnh bằng cách tác động vào các cái điểm ảnh, thay thế về vị trí, thay thế về màu sắc, thay thế về độ tương phản để tạo ra các hiệu quả đặc biệt. Cái này thì nó sẽ là một cái thứ mà chúng ta vừa kiểm soát được mà vừa không kiểm soát được. Thuật toán của nó thì là cái thứ mà chúng ta không thể nào biết được hoàn toàn nó là cái gì, nhưng mà việc điều khiển, việc sử dụng các bộ lọc làm sao để tạo ra được một tạo ra được một sản phẩm, tạo ra được một cái hiệu quả thị giác cho nó giống với lại cái mong muốn của chúng ta, thì đấy là cái điều mà chúng ta có thể là thông qua cái quá trình làm quen và làm chủ thì chúng ta có thể dần dần làm tốt được cái điều đó. Nó sẽ có phân chia ra một số các bộ lọc mang tính cơ bản và một số bộ lọc mang tính đặc biệt. Thời gian thì không còn nhiều cho nên là tôi muốn giới thiệu nhanh một cái bộ lọc, một hai bộ lọc mang tính đặc biệt. Ví dụ như là chúng ta làm việc với bộ lọc Liquify. Liquify là một cái bộ lọc rất là mạnh. Nó sẽ giúp chúng ta là hiệu chỉnh cái bức ảnh để mà tạo ra những cái biến đổi rất là mạnh về hình ảnh. Nó có thể bóp méo, nó có thể dịch chuyển các cái điểm ảnh với lại các công cụ như sau. Khi mà tôi chọn một cái bức ảnh và tôi nhấn chọn filter Liquify thì nó sẽ mở ra một cái cửa sổ mới như thế này. Trong cửa sổ mới này thì tôi sẽ có một số các công cụ giúp tôi hiệu chỉnh và biến đổi bức ảnh. Ví dụ như là làm việc với công cụ của Forward Wrap Tool, thì cái công cụ này nó sẽ giúp chúng ta lôi kéo các cái điểm ảnh tới các cái vị trí mà chúng ta mong muốn. Thì các bạn nhìn thì nó hơi giống như là cái công cụ ở trong hộp công cụ mà chúng ta vẫn làm, đó là công cụ gì nhỉ? Hôm trước chúng ta đã nói là công cụ gì? À rồi, công cụ hình ngón tay gì đấy, nó gọi là công cụ gì còn nhớ tên không? Còn nhớ không ạ? Không phải Blue, nó nằm ở trong nhóm thôi. À đúng rồi, nó giống như công cụ Smooth đúng không? Bây giờ chúng ta xem này, khi mà tôi đưa cái công cụ này vào, tôi nhấp giữ chuột và tôi kéo thế đây, các bạn sẽ thấy rằng là tôi có thể dịch chuyển cái điểm ảnh đi tới cái vị trí mà tôi cần đó. Lúc này chúng ta sẽ thấy rằng cái bức ảnh của chúng ta nó sẽ giống như là một cái miếng bơ hay miếng bánh gì đó, hoàn toàn là tôi có thể xin dịch, tôi làm cho nó chạy theo cái sự lôi kéo của tôi. Ví dụ như thế này, như là một cục bơ, như là một cục sáp, tôi muốn gì, tôi muốn cắt, tôi muốn vò, tôi muốn bóp nặng nó như thế nào thì tôi đưa công cụ và tôi kéo theo cái hướng mà tôi mong muốn. Công cụ này thì nó sẽ có một số các vấn đề như sau. Một là cái size, là cái kích thước của cái công cụ. Cái công cụ này nó to hay nó nhỏ đó, thì nó sẽ tác động tới cái vùng làm việc của chúng ta nhiều hay ít. Tiếp nữa là cái density. Density này thì cùng một cái kích thước đầu công cụ to nhỏ bao nhiêu đó, nhưng cái giá trị density mà nó cao thấp khác nhau, thì cùng cái thao tác này chúng ta sẽ kéo dịch một cái vùng điểm ảnh nó đi được một cái khoảng nó nhiều hay ít đấy, kéo mạnh hay kéo nhẹ do cái giá trị density này nó quyết định đấy. Nếu tham số mà càng lớn thì cái thao tác kéo này nó càng nhanh. Và các bạn cũng lưu ý giúp tôi là cùng nằm ở trong một cái diện tích của đầu công cụ, nhưng mà nó sẽ phụ thuộc vào cái vị trí mà nó nằm vào tương ứng ở đâu, ở trong cái đầu công cụ đó, thì nó sẽ có cái sự dịch chuyển nó cũng khác biệt nhau ít nhiều nhé, chứ không phải là vị trí nào nằm ở trong cái diện tích đầu công cụ nó cũng sẽ dịch chuyển với tốc độ giống như nhau đâu. Ở tâm nó sẽ khác với lại ở các khu vực khác đấy. Nếu như mà chúng ta dịch chuyển mà nó cảm thấy là không được đúng ý lắm, chúng ta có thể sử dụng một cái công cụ, đó là công cụ ngay bên dưới cái công cụ Wrap, đó là công cụ Reconstruction.
Với công cụ reconstruction này thì các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta di tới đâu nhá, chúng ta di tới đâu thì nó sẽ khôi phục lại cái nguyên trạng của những cái vùng mà đã bị dịch chuyển đến đó, gần như là nó lại phục nguyên lại cái nguyên trạng ban đầu. Thế còn công cụ smooth thì nó sẽ giúp chúng ta làm mềm mại những cái khu vực mà chúng ta đẩy mà nó quá đi. Ngoài ra thì còn vài cái nữa, ví dụ như là twist này thì chúng ta di vào đâu, kéo vào đâu thì nó sẽ làm cho nó sẽ làm vặn cái vùng hình ảnh đấy. Cái công cụ pucker thì nó sẽ làm cho vùng hình ảnh ở trong cái phạm vi điều chỉnh của nó thu lại vào tâm. Còn công cụ blot này thì nó ngược lại là nó nở ra. Đó, nó nở ra. Ngoài ra thì chúng ta còn có một cái công cụ nó gọi là công cụ push left. Công cụ này thì nó sẽ giúp cho chúng ta là hiệu chỉnh, nó kéo cả một cái dãy dài của hình ảnh nó thu lại hoặc là phình ra. Đây các bạn quan sát, ví dụ công cụ push left, bây giờ ví dụ tôi kéo, đó, thì các bạn thấy rằng là sau khi mà tôi rê chuột một vòng quanh cái khu như thế này, thì các bạn thấy rằng là khu này đã trở nên, phía bên này đã trở nên rất là non thẳng, đúng không? Ép đều là một dải vào. Tương tự như vậy, nếu như bây giờ mà tôi sử dụng cái này, đó, tôi kéo, thì bên này cũng sẽ được ép vào, tuy nhiên là nó sẽ ảnh hưởng tới những khu vực này. Thế thì trong cái quá trình mà chúng ta làm để đảm bảo rằng là cái việc mà hiệu chỉnh của chúng ta nó không bị quá đà, đó, nó không bị quá đà, thì trong cái quá trình mà làm chúng ta có thể là sử dụng cái công cụ gọi là mặt nạ che giữ. Thì chúng ta sẽ sử dụng hai cái công cụ này, đó là công cụ freeze mask và cái công cụ tile mask tool này. Thì để xử lý thì chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta có thể là sử dụng cái công cụ để chúng ta đảm bảo là một cái vùng nào đó nó không bị biến dạng, bằng cách là sử dụng cái công cụ freeze mask tool này. Khi tôi đánh dấu vào trong cái khu vực nào đó mà tôi bôi cái màu đỏ này lên, thì cái quá trình mà điều chỉnh, cái quá trình mà co kéo nó sẽ không tác động được tới những cái khu vực mà tôi đã đánh dấu màu đỏ đó. Nó sẽ không cho các cái vùng ảnh nó di dịch ở đây. Đấy, các bạn thấy rằng là cả cái người này bị ép đó, nhưng mà nó không xô được cái điểm ảnh chạy ra phía cái tay, tại vì cái chỗ này là đang được giữ rồi, đang được giữ bảo vệ bằng cái màu đỏ phủ lên trên này rồi. Nếu mà tôi xóa cái này đi, tôi xóa cái này đi, thì cái việc mà kéo này nó sẽ ảnh hưởng tiếp, nó sẽ ép cả cái tay này gầy vào, đúng không? Hoặc là ngược lại, tôi kéo cái tay này vào chẳng hạn, thì nó lại ép cả vào cái thân. Đấy. Nhưng mà nếu như mà trong quá trình mà làm mà tôi đã đánh dấu qua đây chẳng hạn, cái chỗ sườn này không được phép thì đấy, không được phép dịch. Tôi có dịch cái tay này vào thì nó cũng chỉ dịch đến đây thôi, nó không đẩy được cái thân vào trong, mặc dù là hai bên đang cùng nằm ở trong cái phạm vi điều chỉnh của cái đầu công cụ. Thế thì với cách làm như thế này thì chúng ta sẽ sử dụng cái công cụ này để mà chúng ta điều chỉnh bằng cách là kéo đẩy các cái khu vực điểm ảnh, làm sao người gầy thì chúng ta kéo cho nó béo ra đó, người béo thì chúng ta ép cho nó gầy bớt lại đó, chỗ nào mà nhỏ chúng ta có thể kéo to, chỗ nào to quá chúng ta có thể kéo nhỏ lại
Thì chúng ta sẽ sử dụng những cái công cụ này để mà chúng ta điều chỉnh đấy những cái công cụ ở một mức độ cao hơn ở các cái phần mà các cái phiên bản mới thì nó hỗ trợ còn sâu hơn nữa so với các phiên bản cũ. Các phiên bản cũ thì nó có hầu hết các công cụ này, nhưng mà ví dụ như là các phiên bản về sau này đây, các bạn thấy là Lutify này nó còn cung cấp cho chúng ta một cái công cụ sâu hơn là cái công cụ Face này, giúp cho chúng ta là nhận diện và điều chỉnh ở trên khuôn mặt đấy. Thì các bạn thấy rằng là khi mà chúng ta bấm vào đây, tôi có thể dịch chuyển này đấy, làm cho mặt mũi to nhỏ này đấy, rồi thì một vài cái khu vực tôi có thể kéo cho mũi lên hay xuống này đúng không, trong mắt này cũng thế này đúng không, to ra hay nhỏ lại này, tức là nó sẽ có những cái có những công cụ nhận diện, công cụ nhận diện nó biết được đâu là người và nó tìm được đâu là cái khu vực mặt mũi để nó tính sẵn cho chúng ta một số các khuôn mẫu ở trên đó, giúp chúng ta là co kéo đó. Ví dụ cười đó, mếu đây, các bạn nhìn đây này, cái mồm như thế này, bây giờ tôi kéo này đấy, cười lên đúng không ạ? Thế rõ ràng rằng là nó hỗ trợ chúng ta sâu hơn rất là nhiều. Tất nhiên là tôi có thể sử dụng công cụ này chứ không nhất thiết là tôi phải sử dụng công cụ kia đúng không? Tôi muốn làm cho cái miệng nó cười lên thì tôi có thể là gì đấy, tôi có thể kéo đó, tôi có thể đẩy điều chỉnh. Thế nhưng mà rõ ràng là ở một mức độ nào đó thì cái công cụ Linkify này nó đã được thiết lập sâu hơn đấy, có hẳn một cái bộ công cụ hỗ trợ cho chúng ta để mà điều chỉnh các chi tiết trên mặt, mắt này, mũi này, mồm này đúng không, rồi thì kéo cho lên một tí, xuống một tí, gầy một tí, nở một tí, nhưng mà nó vẫn không làm cho cái khuôn mặt nó bị biến dạng quá nhiều. Cái việc thao tác thủ công này thì nó không khó, nhưng mà yêu cầu là phải kéo rất đều tay, nếu không là nó sẽ bị gãy ở cái đường chu vi này. Chúng ta kéo mà không cẩn thận một cái là chỗ phồng, chỗ dẹp nó sẽ không có đẹp đấy, đòi hỏi rất phải cẩn thận. Tại vì những cái chi tiết này là chi tiết mà phát hiện ra cái lỗi rất là dễ, nhưng mà với cái sự hỗ trợ của công cụ Face Tool này thì chúng ta sẽ dễ dàng hơn trong việc điều chỉnh cho béo, cho gầy, cho cười, cho mắt to, mắt nhỏ, mũi hếch hay là mũi nhọn xuống, nó đi vào một cái cách là chuyên nghiệp hơn và ít bị sai sót trong cái quá trình làm như là chúng ta kéo bằng cái công cụ tay một cách thủ công đấy. Thế thì công cụ này là công cụ rất rất mạnh để cho chúng ta có thể là hiệu chỉnh, để cho chúng ta có thể là chỉnh lý được một cái bức hình đấy, biết cách là co vào kéo ra các thứ. Tuy nhiên là cũng rất rất cẩn thận với lại cái việc mà sử dụng cái công cụ này, bởi vì là nếu quá tay nó sẽ bị biến dạng nhiều. Và thêm một cái nữa là ở trong một cái mức độ nào đó, nếu mà các bạn mà sử dụng nó như là một công cụ hỗ trợ để mà tìm kiếm về những cái ý tưởng, ví dụ như mình làm những cái ảnh mà mang tính gọi là hài hước một tí ấy, thì cái này là cái công cụ rất là tốt, nhưng mà dùng cũng phải có một cái mức độ cho nó vừa phải, nếu không là có thể đụng chạm rất là nhiều người quen người thân, tại vì chắc các bạn cũng không tự dưng là lôi cái ảnh người lạ ra mà làm đúng không? Đấy. Vui thì rất là vui, nhưng cũng có thể là nó sẽ mất bạn mất bè đấy. Đấy, hoàn toàn mọi thứ đều có thể làm được một cách thủ công, nhưng mà với một cái công cụ mà nó hỗ trợ sẵn thì rõ ràng là chúng ta sẽ làm dễ hơn rất là nhiều đấy. Thì đây là cái cải tiến mà tương đối mới của cái phiên bản về sau này đấy, các phiên bản thấp hơn là không có cái này. Đây là những cái bổ sung của CC
phiên vào 2015 thì các bạn sẽ thấy rằng là nó hỗ trợ chúng ta cao hơn so với chúng ta, kỹ hơn, chi tiết hơn so với cái này. Chúng ta có thể là quan sát co kéo đây nha, làm lại một chút này. Này, các bạn sẽ thấy rằng là khi mà kích hoạt cái này lên thì các bạn còn có những cái hoặc là thao tác trực tiếp, hoặc là các bạn sẽ có gì đây nhỉ, những cái tùy chọn nó rất là kỹ, đúng không? Eye này, mắt này, nose, mũi này, miệng này, đúng không? Rồi thì face sharp này, những cái dạng khuôn mặt này đấy, thì nó đưa ra cho chúng ta rất là nhiều khuyến cáo. Đấy, ví dụ như là eyesight, chúng ta xem thử eyesight đó. Có thể kéo trượt ở đây tại vì là nó đã nhận diện rồi. Khi mà tôi kích hoạt cái này lên là nó nhận diện khu vực khuôn mặt rồi, cho nên là muốn kéo cái gì tôi chỉ cần kéo ngay trên này thôi, chứ không cần phải thao tác trực tiếp ở đây. Hai đường đều được cả, bạn kéo ở đây cũng được nhá, bạn kéo ở đây cũng được, mà bạn mà kéo ở đây cũng được, nó sẽ có cái tác động tương tự như nhau, đúng không? Ai tanh thế này, mắt xích hay mắt vặn lên vặn xuống này, rất nhiều các cái mắt gần nhau hay xa nhau này đấy, nó cung cấp cho chúng ta cực kỳ nhiều những cái tùy chọn mà rõ ràng trước đây nếu mà làm, tất nhiên đều làm được cả, nhưng mà nó sẽ vất vả hơn cực kỳ nhiều khi mà chúng ta muốn làm những cái điều như thế đấy. Mũi này, đúng không, mũi cao mũi thấp này, mũi rộng hay mũi hẹp này, mồm này, cười này, đấy, môi trên này, điều chỉnh riêng môi trên này, đúng không? Môi dưới này, nó còn chi tiết đến mức độ như thế để giúp cho chúng ta can thiệp vào từng phần chi tiết ở trên khuôn mặt đấy. Mà miệng, ví dụ như trong miệng thì nó còn tính cả môi trên môi dưới, có nghĩa là nó phân tích và nó xử lý, nó giúp chúng ta cực kỳ kỹ luôn. Thế thì đây là một cái công cụ rất rất thú vị để giúp cho chúng ta có thể hiệu chỉnh một cái bức ảnh. Thường thì ở đây là nó sử dụng rất là nhiều cho con người đấy, sẽ giúp chúng ta make up lại, hiệu chỉnh những cái chi tiết mà chúng ta cảm thấy là nó không được như ý lắm, đúng không? Mắt hơi bé thì chúng ta kéo cho nó to, mũi mà hơi to chúng ta bóp lại cho nó thanh một tí, miệng rộng quá thì ta kéo lại cho nó hẹp đó. Ví dụ như thế, mắt hơi xếch thì chúng ta kéo lại cho nó bớt xếch đi. Rất rất nhiều cái công cụ để giúp cho chúng ta có thể hiệu chỉnh cho một làm đẹp cho một cái bức hình, làm đẹp cho một cái ảnh một con người nào đó. Đấy, gầy thì kéo cho nó béo ra, béo thì chúng ta sẽ làm cho nó gầy đi. Nên đây là một cái công cụ cực kỳ mạnh và cũng cực kỳ thú vị. Thế là có lẽ là các bạn cũng nên dành thời gian tham khảo, và nói chung là chúng ta coi như nó là một cuộc chơi, đúng không? Chơi với nó, khám phá nó, để sau này có thể là mình sẽ áp dụng cho những cái công việc của mình, chỉnh sửa cho những bức ảnh của mình, hoặc là bạn bè, người thân,